anh dọn cái pin nè. Rồi, xong anh gắn cái pin vô nè. Rồi ha, anh quay cho màn hình này. Rồi, anh bật lên nè. Rồi bật đèn sáng lên ha. Anh bật sang chế độ off nè. Xong em quay ra xa đi. Em quay ra xa vừa quay có chỗ có nút hai nút này với cái dưới này nè. Em quay chỗ này trước đi. Thì em sẽ thấy cái đèn này nó vẫn nhấp nháy nè. Thấy không? Sau em quay lên vừa chỗ này vừa chỗ này. Giúp anh. Nè, quay làm sao có cái chỗ này lẫn cho nó đứng người lên xa. Rồi, thấy không? Thấy không? Thấy. Rồi, xong rồi anh nhấn này, nhấn reset nè. Anh vừa quay bánh xe, anh nhấn reset. Rồi. Xong anh quay lại chỗ dưới này coi cái đèn còn nhấp nháy không? Đèn nó vẫn còn nhấp nháy nè, nó không có ổn ha. Giờ thậm chí giờ anh rút ra. Rút ra. Anh gắn lại. Rồi. Nhá liền đúng không? Xong giờ reset nó vẫn bị. Còn mình nhấp nháy không? Vẫn còn đúng không? Ok, anh ba, rồi tao tắt đi. Ba mày.